Chú ơi, bán cho con một bịch Nè con, Nhưng mà chú ơi, con đi học mà con sợ quá à. sợ gì con? Dạ tại cái quạt chồng trong lớp của con á, nó cứ lung lay, con sợ đang học cái nó rớt vô trúng cái đầu. Tưởng cái gì, có gì đâu mà sợ con. Hồi đó đi học á, chú cũng sợ như con vậy đó. Nhưng mà cái quạt nó không có rớt vô đầu, mà nó rớt vô cái tay chú nè, thấy không? Yên tâm nha con, không sao á. Chú ơi, bán cho con một chai sữa đường không bò. Con, ủa sữa đường không bò là cái gì? Ý, con bị liếu lưỡi, sữa bò không đường. Quá trời, bữa chú nghe bà cô căng tin bất ổn á, bà nói là có con bé kia qua bên tiệm bả mua cây bút kỳ chim, đó là cây bút gì kim mà nó nói với bả là cây bút kỳ chim. Quá trời, nghe bà kể mà chú líu lưỡi theo luôn á. Dạ, con bé đó là con đó chú. Biết ngay mà, bớt ăn nói sành lơi nha con. Mà chú nhỏ xíu, ra ngoài trước cổng trường á, mua giùm cho chú một tô cháo lòng không phổi không phẻo. Tin nè con. Cháo lòng không phổi không phẻo là cái gì chú? Lộn, cháo lòng không phổi không phẻo. Cháo lòng không phèo không phổi.